Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em giải bài tập toán lớp 6 tập 2. Cuốn sách của chúng ta thuộc bộ sách là bộ Trăn trở sáng tạo. Chúng ta cùng nhau đến với chương số 5 là chương phân số, bài số 3. Bài số 3 có nội dung đó là so sánh phân số. Kiến thức cần nhớ như sau. Quy tắc 1. Với hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tự nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Phân số nào có tự lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Quy tắc 2. Để so sánh hai phân số có mẫu khác nhau, ta viết hai phân số đó ở dạng hai phân số có cùng một mẫu dương, rồi so sánh hai phân số mới nhận được. Khi so sánh phân số, ta có thể áp dụng tính chất bắc cầu, nghĩa là nếu A phần B bé hơn C phần D, C phần D là cái cầu nhé. C phần D bé hơn M phần N, thì A phần B bé hơn M phần N. Nhờ so sánh hai phân số, ta có thể sắp xếp các phân số và cả số nguyên theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Xem thêm bài tập mẫu. Nhận xét: phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm, phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương. Theo tính chất bắc cầu, phân số âm nhỏ hơn phân số dương. Rồi ta đến bài số 1, so sánh hai phân số này có cùng mẫu dương rồi nhé, có cùng mẫu dương rồi. Ta phải viết ra đây. Sẽ đọc không, nhiều khi chúng ta theo không kịp. Có cùng mẫu dương rồi thì chúng ta sẽ so sánh hai cái tử với nhau nhé. Vì âm 125, âm 152, thằng nào lớn hơn nhỉ? Hai thằng này thằng nào lớn hơn nhỉ? Âm 152 lớn hơn nha. Nên âm 125 phần 125 lớn hơn nhé. Âm 125 lớn hơn. 2021 sẽ lớn hơn âm 152 phần 2021. Cùng mẫu rồi, tử lớn hơn thì phân số lớn hơn. Mẫu phải là mẫu dương nhé. Rồi B. 401 phần âm 801. Tại vì mẫu âm rồi cho nên thầy đem dấu trừ lên trên. Trừ 401 phần 801. 104 phần âm 801. Đem dấu trừ lên trên. Trừ 104 ha. Trừ 104 phần 801. Vì cái gì? Vì âm 401 với âm 104. Âm 104 lớn hơn. À, âm 104 lớn hơn. Nên âm 401 phần 801 với âm 104 phần 801. À, tử bé thì phân số bé. Mẫu dương rồi. C. Rồi nhìn AB luôn cũng được. A này. Tử bé thì phân số bé. Cái này đưa về mẫu dương. Đưa về mẫu dương. À, tử bé. A chưa. Còn kết luận vậy nữa chứ. Vậy nè. À, vậy. À, vậy phân số là 401 phần âm 801. Cái luôn là cái đề nhé. Sẽ bé hơn phân số đó là 104 phần âm 801. Cái luôn là cái đề nghe. Rồi C. C là 11 phần âm 42 và âm 4 phần 15. Bây giờ phải đưa về cùng mẫu nhé. C. Thầy cho mẫu số chung luôn đi. Mẫu số chung là lấy hai này nhân nhau nghe. 42 nhân 15. Rồi, bao nhiêu kệ nó đi. Bao nhiêu kệ nó nghe. 42 nhân 15 đi. Rồi. 11 phần âm 42 bằng
âm đưa dấu âm lên trên nhé. 42 nhân 15, 11 nhân 15, chủ yếu so sánh tử mà. Bằng 42 nhân 15 để đó. Âm 11 mà nhân với 15, 1 cộng 5 là 6, là 165. Được chưa? Rồi. Âm 4 phần 15 nhé. Âm 4 phần 15 bằng 15 nhân 42. Âm 4 nhân 42 bằng 15 nhân 42, bao nhiêu ghi ra cũng được mà để cũng được. Mục đích là so sánh tử thôi. Âm 4 nhân 2 được 8. 4 nhân 4 16. 168, 165. Thì cái nào lớn hơn? Vì âm 165. Vì âm 165, âm 165 là lớn hơn âm 168, nên kết luận lại cái bên ban đầu luôn nhé. 11 phần âm 42 sẽ lớn hơn âm 4 phần 10 15. Rồi dò luôn đi cho không lát quên. Đây. Chỉ cần cái cuối cùng này thôi. 11 phần âm 42 lớn hơn âm 4 phần 15. Mẫu chung của người ta là 210. Nhưng mà nó khó hiểu quá. Cho nên thôi. Thầy lấy mẫu như lúc nãy thầy lấy đi nha. Rồi. Câu D. Câu D mẫu chung sẽ là 3, 36 à. Câu D mẫu số chung sẽ là 36. 109 phần âm 36 bằng âm 109 phần 36 à. Rồi âm 3 à, âm 3, âm 3 có nghĩa là âm 3 phần 1 nhân với 36 nhé. Nhân 36 âm 3 nhân 6 là 8 ha. 3 nhân 6 là 8. Nhớ 1 108. Vì âm 109 phần 36 với âm 108 phần 36, thằng này lớn hơn âm 108 lớn hơn âm 109, nên âm 3 sẽ lớn hơn 109 phần âm 36. Âm 3 lớn hơn 109 phần âm 36. Đây. Bài số 2, sắp xếp theo thứ tự. Tăng dần ha, bài 2A. Thì phải đưa về cùng mẫu, còn không mới đưa về cùng mẫu thì phải so sánh mấy thằng dương với mấy thằng âm. Thì ghi nó ra đây nha. Âm 3 phần 4, âm 5 phần âm 6. Âm 5 phần âm 6 có thể triệt tiêu nó là 5 phần 6 là thằng này dương nè. Rồi âm 7 phần âm 8 có thể là mất 2 dấu trừ là 7 phần 8 nè, 2 thằng dương. Cuối cùng là 10 phần 10 phần âm mấy? 10 phần âm 9. 10 phần âm 9 á thì đưa về âm 9 phần 10. Bây giờ nó có hai thằng âm với nhau thì so sánh hai thằng âm với nhau. Cái gì vậy? Bằng âm 10 phần 9 ha. Âm 10 phần 9. Chúng ta sẽ so sánh hai thằng âm với nhau rồi so sánh hai thằng dương với nhau nha. Rồi, 4 với 9. 4 với 9 thì để mẫu là 36 nhé. 36 nghe. Rồi. 36 chia 4 được 9, 9 nhân 3 2 27. Chuẩn chưa? Rồi. Bằng thằng đây là nhân với 4 là 40. Còn 8 với 6
8 với 6 thì lấy mẫu là 24 là được rồi. 24 chia 8 được 3, 37 21. Mẫu là 24. 24 chia 6 là được 4, 45 20. Đó, thằng nào lớn? Thằng nào lớn nhất? Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ha, thứ tự tăng dần, nhỏ xếp trước, lớn xếp sau. Vì âm 40 phần 36 nhỏ hơn âm 27 phần 36. Âm 40 nhỏ hơn âm 27 á, nhỏ hơn. Bây giờ âm là nhỏ hơn dương nè. 20 phần 24 nhỏ hơn 21 phần 24. Được chưa? Vậy kết luận vậy. Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là âm 40 phần 36 trước thì đó là 10 phần âm 9, âm 27 phần 36 thì đó là âm 3 phần 4, 20 phần 24 là âm 5 phần âm 6, 21 phần 24 là âm 7 phần âm 8. Đây. Kết quả ở đây. Rồi. B. Bà làm khá dài nha, bà làm khá dài ha. Dài hơn cả thầy nè. B. Giảm dần với các số B nha. Bốn phần âm bảy thì được biết là âm bốn phần phần bảy, thằng này âm để đó để hai, cũng để đó để âm năm phần phần ba, cũng để đây để âm 19 phần âm 10, có thể rút gọn nó đi là 19 phần phần 10. Thằng này âm, thằng này âm, thằng này dương, so sánh hàng dương với nhau nhé. 2 là 2 phần 1, đưa về mẫu là mấy? Mẫu là 10 nhé. 10 10 nhân với lại 2 là 2, 20. Đấy, so sánh được hai thằng này với nhau. Bây giờ hai thằng âm 3 với 7 là 21, mẫu là 21. 37 21 đúng không? Nhân 7 á. 7 nhân 5 35. 37 21. 34 là 10. 12, âm 12. Được chưa? Xong rồi đó. Thằng này nhỏ nhất, thằng này nhỏ nhất nè, tới thằng này. Rồi tới thằng này này, yêu cầu là sắp xếp theo từ giảm dần đúng không? Vì 20 phần 10 lớn hơn 19 phần 10 lớn hơn âm 12 phần 21. Tất nhiên dương là phải lớn âm nhé. Lớn hơn âm 35 phần 21. Vậy sắp xếp
theo thứ tự giảm dần là 20/21 là 2 nè, 19/10 là âm 19/10 nè, âm 12/21 là 4/7 nè, và âm 35/21 là âm 5/3 nè. Được chưa? Bài này khá dài đúng không? Đang ở bài tập 1 mà còn rất nhiều. Còn 3, 4. Rồi. Các khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Câu A nhé. Bây giờ thằng này âm 6/5, mẫu là 20 rồi, thằng này giữ nguyên nghe. Mẫu là 20. À, mẫu là 20. 20 chia 5 được 4, âm 24. Được chưa? Âm 24. Âm 11/20. Thay cái phân số này bằng phân số này nhé. Âm 24/20. Hai này bằng nhau, thay vô. Thằng này vẫn là dấu bí. À, này sai hay đúng? Thằng này là sai. À, câu A là sai nghe. Được không? Hiểu không? Đây. Ta có âm 6/5 bằng âm 24/20, vì thằng này lớn hơn, nên thằng này lớn hơn, cho nên khẳng định này là sai. Được chưa? Rồi, giờ trình bày nhé. Rồi, câu A vậy là được rồi ha. Tại vì lúc đầu ta chưa biết làm mà, cho nên như vậy là được rồi. Rồi, câu B. À, 5/7 bằng âm 5/7, 6/7 bằng âm 6/7, vì âm 5/7 với âm 6/7 thằng nào lớn hơn? Âm 5 thì lớn hơn âm 6 nha, nên 5/7 sẽ lớn hơn 6/7. Được chưa? Vậy 5/7 lớn hơn 6/7 là khẳng định sai hay đúng? Đúng ha. Là khẳng định đúng nha. Đấy, trình bày chuẩn đấy. Vì ta có, vì nên, thằng này là khẳng định đúng nha. Rồi, tương tự là câu C. Câu C nhé. Âm 30/40. Xin lỗi, âm 35/40. Âm 35/40. Rút gọn cho mấy? Cho 5, cho âm 5 nha. Âm với âm là hết rồi, rút gọn cho 5. 7/8. Rồi 15/12. Rút gọn cho 3 là 5/3 là 5/4. À, 5/4. Được không? Có thể so sánh với 1 bắt cầu cũng được, còn có thể quy đồng cũng được. À, nhân cho 2 cho ra 8 nè. 8, 10. Vì 10/ xin lỗi, cái thằng này ghi trước. Thằng này ghi trước mà, đúng không? 7/8, thằng nào ghi trước thì ghi trước nha, đừng ghi lung tung. Nhỏ hơn 10/8 nên âm 35/40 sẽ nhỏ hơn 15/12. Được chưa? À, trái nhỏ phải nhé, trái nhỏ phải, đúng rồi. Như là câu C là khẳng định là đúng. Đấy, câu C là khẳng định đúng nè. Đấy, thấy chưa? Vậy
cái luận pháp âm 35 phần âm 40 nhỏ hơn 15 phần 12 là khẳng định đúng, trái nhỏ phải. Rồi D. D nhé. 15 phần âm 14 bằng âm 15 phần 14. 11 phần âm 14 bằng âm 11 phần 10 14. Vì âm 15 phần 14 cứ trái viết trước phải viết sau nhé, đừng có viết thằng này ra trước nó lộn xộn, hiểu không? Nó phải có một trật tự logic nào đó. Âm 11 lớn hơn, được không? Nên 15 phần âm 14 với là 11 phần âm 14 này bé, thằng này cũng là bé, mà đề nó cho là dấu lớn cho nên nó là khẳng định sai. Vậy 15 phần âm 14 lớn hơn 11 phần âm 14 là khẳng định sai. Nó bị ngược dấu rồi. Này bé, chứng minh được bé mà yêu cầu lớn là khẳng định sai. Rồi chỉ có hướng dẫn thôi, câu D chỉ hướng dẫn. Trong một ngày mùa đông, nhiệt độ trung bình ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 3 phần 5 độ C, còn đỉnh Phan Xipang, Lào Cai là âm 15 phần 8 độ C. Trong ngày đó, nơi nào lạnh hơn? Bây giờ so sánh hai cái này, coi thử bài 4. Âm 3 phần 5 bằng âm 15 phần 8 bằng mẫu chung rất dễ là 40. 8540 8540 âm 24 thằng này là 40 nhân 5 âm 75 thằng này mới có 24. Ta có âm 24 phần 40 thì nhỏ hơn, nhỏ hay lớn? Lớn hơn chứ, thằng nào lớn hơn? Đây là thằng này lớn, lớn hơn. Nên âm 3 phần 5 sẽ lớn hơn âm 15 phần 8. Nhiệt độ lớn là nóng hơn nhé. Nó hỏi là trong ngày đó nơi nào lạnh hơn. Vậy đỉnh Phan Xipang, Lào Cai. Vậy đỉnh Phan Si Phan Xipang, Phan Xipang nha, Phan Xipang nhiệt độ thấp hơn cho nên nó sẽ lạnh hơn. Đỉnh Mẫu Sơn, được không? Phan Xipang đỉnh núi rất cao, càng cao thì càng lạnh. Rồi tôi đến phần bài tập ngày hôm nay, 8 bài. So sánh hai phân số. Câu 1A. Cùng mẫu rồi. Vì âm 15 với âm 12. Trái viết trái, phải viết phải nha, đừng viết lung tung nha. Thằng này nhỏ hơn. Nên âm 15 phần 1001 nhỏ hơn âm 12 phần 1001. B. Đây phải đưa về mẫu dương đã. 34 phần âm 77
bằng √34/77. 43/77 bằng √43/77. Vì √34/77 với √43/77 thằng này lớn hơn, nên thằng này lớn hơn trái lớn phải đi, nói vậy cho nhanh, thằng này thằng kia nha, trái lớn phải, đừng có đảo thứ tự là được. C √37/36 với lại là √97/45. Rồi mấy cái số này chắc phải dùng máy tính rồi, bằng √77/36, cái này là 45/36, đâu còn được gì hả? Không có còn được. Rồi giờ tìm mẫu chung nhé, tìm mẫu chung, tìm mẫu chung nhỏ nhỏ thôi, lấy 45 này mà trong đây nó có cái bùi chung nhỏ nhất luôn mà, thôi khỏi đi. 45 nhân 2 chia 36, khi nào chia được là được nhé. À, không được, nhân 2 không được thì giờ nhân 3 không được, nhân 4 à, được nha, ổn không? Nhân 4, như vậy là thằng này nhân 4 còn thằng này nhân 5 nhé, ổn không? .180, thằng này nhân 5 nè, 36 nhân 5, √77 nhân 5 bằng 180. 5 x 7 = 35, viết 5 nhớ 3, 35 38, thằng này là 45 x 4, √97 x 4 bằng 180. 4 x 7 = 28, viết 8 nhớ 2, 4 x 9 = 36, nhớ 2 là 38. À, như vậy thằng nào lớn hơn? Trái viết trái, phải viết phải nha, đừng có viết lung tung nghe, làm ơn. √385/180, √388/180. À, thằng này lớn hơn trái lớn hơn, nên 77/36 sẽ lớn hơn √97/45, trái lớn hơn. Rồi xong câu 1. Câu 2 so sánh. √501/√101 bằng, đưa dấu âm lên trên. Rồi √5 thì là √5/1 nhân với 101 nhé, nhân với 101. √5 x 101 là 505. Rồi ta có vì ghi ra để rồi so sánh sau. À, thằng này lớn hơn trái lớn phải, à, nên 501/√101 sẽ lớn hơn √5, trái lớn phải. B √12 bằng
Chắc thằng này đưa về 12 đi. Âm 12 phần 1 nhân với 12 nhé. Âm 12 nhân với 12 là được 144. Cái này chắc nhiều bạn cũng biết. 12 nhân 12 là 144. Vì âm 144 phần 12 với lại âm 145 phần 12 cùng mẫu rồi, thằng này lớn hơn nên trái lớn phải nhé. Âm 12 lớn hơn âm 145 phần 12. Bài 3. Sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Câu 3A. Âm 4 thì bằng, để đó đã, 10 phần 3 thì bằng, này đưa về âm 4 phần 1 đã nghe. 9 phần âm 2 thì bằng, thằng này đưa về âm 9 phần 2 đã. Rồi âm 22 phần âm 7 thì đưa về là 22 phần 7 đã. Bây giờ so sánh hai thằng âm với nhau đã. Đây là 1, đây là 2, mẫu là 2. 2 chia 1 được 2, 2 x 4 là 8. Rồi hai thằng này so sánh được rồi. Bây giờ hai thằng này 7 với 3 thì mẫu là 21. 21 chia 7 được 3. 3 x 22 là 66. Mẫu là 21. 21 chia 3 được 7. 7 x 10 là 70. Vì đây là tăng dần nhỏ xếp trước ha. Âm 9 phần 2 nhỏ hơn âm 8 phần 2 nhỏ hơn 66 phần 21 nhỏ hơn 70 phần 21. Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là âm 9 phần 2 là 9 phần âm 2 trước, âm 8 phần 2 là âm 4, 66 phần 21 thì là âm 22 phần âm 7, và 70 phần 21 là 10 phần 3. Đây là 1 nhé, đây là số 1. Còn này là số 2. Nhiều khi thầy viết lách quá cho nên số 1 nó sẽ giống số 2. Nhưng mà bạn theo dõi thì bạn sẽ biết được cái nào là số 1, cái nào là số 2. Rồi, 3A xong. Bây giờ sẽ đến là 3B. Bài B. Giảm nhé, giảm dần. 25 phần âm 6 âm 25 phần 6 âm 47 phần âm 12 47 phần 10 12 4 bằng 4 phần 1 âm 31 phần 8. Rồi bây giờ so sánh hai thằng âm này với nhau nha. Thấy hai âm không? Này hai dương. Mẫu sẽ là 24 nhé. Mẫu là 24. 24 chia 6 được 4. 4 nhân 25 là 100. 24 chia 8 là được. Được 3. 3 nhân 31 là 9. 93. Bây giờ sánh hai thằng này với nhau, mẫu là 12 rồi. Đây là 12. 12 nhân 4 là 4. 48. Bây giờ là sắp xếp theo thứ tự là
giảm dần thằng lớn xếp trước. Vì 4, 8, 12 lớn hơn 4, 7, 12 lớn hơn âm 93 phần 24 lớn hơn âm 100 phần 24. Vậy sắp xếp theo thứ tự giảm dần là sắp xếp theo thứ tự giảm dần là 4 trước âm 47 phần âm 12, rồi âm 31 phần 8, rồi 25 phần âm 6. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần là 4 âm 47 phần âm 12, âm 31 phần 8 và 25 phần âm 6. Bài 4. Khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Bốn nha. Bốn A. Bây giờ so sánh là âm 8 phần 15 phải đưa về mẫu. Đưa về mẫu chung á thì là 30 nha. Đưa về mẫu chung là 30. 30 chia 15 được 2. 2 x 8 16. Rồi 1 phần âm 2. 1 phần âm 2 là âm 1 phần 2. Nhân thêm cho 15. Nhân thêm cho 15. Âm 15. Thằng đây vì trái viết trái, phải viết phải nghe. Đừng có viết lung tung. Bế. Nên âm 8 phần 15 sẽ bé hơn 1 phần âm 2. Mà đi nó cho là bé ha. Cho nên khẳng định vậy. Khẳng định âm 8 phần 15 bé hơn 1 phần âm 2. Đúng. Đúng nha. Rồi. B. Âm 4 phần 3 đây là với lại là 5 phần âm 4. Mẫu của chúng ta sẽ đưa về 12 nhé. 12. 12 chia 3 được. Được 4. 4, 4, 16. Đây là âm 5 phần 4. Mẫu là 12. 12 chia 4 được 3. 3, 5, 15. Vì âm 16 phần 12 với lại âm 15 phần 12 bé hơn. Nên trái biến phải nha. Trái biến phải. Trái biến phải. Mà đi nó cho là trái lớn hơn. Vậy âm 4 phần 3 lớn hơn 5 phần âm 4 là khẳng định sai. Chứng minh được là bé hơn, nhưng mà đề cho lớn hơn, cho nên nó là khẳng định sai. Tìm số nguyên x thỏa mãn. Cùng mẫu rồi nha. Cùng mẫu dương rồi. Âm 3 phần 7 bé hơn x phần 7 bé hơn 2 phần 7
mẫu dương rồi bỏ nó đi nghe. Âm 3 bé hơn x, bé hơn 2. Vậy x sẽ thuộc lớn hơn âm 3 thì là âm 2, âm 1, 0 và 1. B 4 phần âm 3 bé hơn x phần âm 3 bé hơn 1 phần 3. Kỳ thế. Bây giờ thầy sẽ đem dấu âm lên trên nha. Đem dấu âm lên trên. Âm 4 phần 3 bé hơn âm x phần 3 bé hơn à, 1 phần 3. Để cho cùng mẫu dương rồi. Cùng mẫu dương rồi cho nên bỏ mẫu dương nghe. Là âm 4 bé hơn âm x bé hơn 1. Được không? Thì âm x sẽ thuộc, đây là âm x nha, âm x. Âm x lớn hơn âm 4 bé 1. Được không? Hiểu không? Đưa về mẫu dương, bắt buộc phải đưa về mẫu dương nghe. Bắt buộc hoặc là phải đưa về mẫu dương. Chuẩn không? Chuẩn đúng không? Rồi, âm x sẽ thuộc số nào? Lớn hơn âm 3 bé 1. À, lớn âm 4 bé 1 là âm 3, âm 2, âm 1, 0. Rồi, hết rồi. Âm x mà thuộc cái tập này thì x sẽ thuộc, bỏ dấu trừ đi. Cũng như số đối vậy đó nha, số đối vậy đó. Vậy số đối của âm 3 là 3, số đối của âm 2 là 2, âm 1 là 1, 0 là 0. Được không? Dòng này không hiểu thì hỏi nghe. Đây là âm x thì đây vẫn là âm x. Còn x thì phải bỏ dấu trừ đi. Bỏ dấu trừ, bỏ dấu trừ, bỏ dấu trừ, bỏ dấu trừ. Hoặc là viết thành số đối. Câu B nó hơi lạ một chút. Rồi, 36. Còn 678 nữa thôi. Một lớp học có nhiều học sinh yêu thích thể thao. Trong ngày hội thể thao của trường, lớp có 1/2 số học sinh đăng ký thi bóng đá, 2/5 đăng ký bóng chuyền, 11/20 đăng ký thi kéo co, 3/10 đăng ký thi cầu lông. Em hãy cho biết môn đấu nào được học sinh đăng ký nhiều nhất và môn đấu nào được học sinh đăng ký ít nhất. Một học sinh có thể đấu nhiều môn. Thì giờ mình so sánh mấy cái phân số này với nhau thôi. Nghe. Ta sẽ mấy con số này với nhau. Câu 6. Ta có 1/2 bằng 2/5 bằng 11/20 bằng 3/10. Như vậy đưa về mẫu chung là mấy? Mẫu chung là 20 nhé. Mẫu chung là 20. Thằng này là 20. Rồi. Tiết kiệm chỗ bớt. Thằng này không tiết kiệm rồi, mẫu chung là 20. Đó là 10. 20 chia 5 được 4, 4 x 2 là 8. À, thằng này vẫn là 20. 20 chia 10 được 2, 2 x 3 là 6. Được không? Rồi ghi dọc này phí chỗ quá. Vì. Rồi ghi vô đây đi, vì. À, giờ sắp xếp nha, thằng nhỏ sắp trước. 6/20 nhỏ hơn 8/20 nhỏ hơn 10/20 nhỏ hơn 11/20. Nên 3/10 nhỏ hơn 2/5 nhỏ hơn 1/2 nhỏ hơn 11/20. Chuẩn chưa? Vậy môn nào học sinh đăng ký nhiều nhất thì là 11/20 á. 11/20 là
kéo co, kéo co. Rồi môn kéo co được học sinh đăng ký nhiều nhất. Để chờ, nhiều nhất là môn kéo co nhé. Rồi môn ít nhất là 3/10. 3/10 thì đó là môn cầu lông, môn cầu lông. Môn cầu lông được học sinh đăng ký ít nhất. Kéo co thì nhiều nhất, cầu lông thì ít nhất. Bài số 7. Quan sát thông tin trong cùng một thời gian về nhiệt độ ở đảo Fansipan và nhiệt độ ở Rovani đây trong hình sau và cho biết số đo nhiệt độ trung bình ở đảo Fansipan và Rovaniemi là hai con số nào. Rồi câu 7A nhé. 7A. Đây hình đây. Fansipan 7A. Nhiệt độ trung bình của đỉnh Fansipan, Fansipan là chúng ta đo đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần. Được không? 8 lần. Đây là âm 4 cộng với âm 4 cộng với âm 4. Lấy tổng nhiệt độ chia tổng số lần nha. Cộng âm 3. 1, 2, 3, 4, 5 lần đi. Nha, thầy ghi đây nhân 5 đi nghe. Có mất công ghi nhiều. Được không? 1, 2, 3, 4, 5. Âm 3, 5 lần á. Rồi. Này là âm 12 cộng với âm 15. Âm 27 phần 8. Âm 27 phần 8. Rồi. Nhiệt độ trung bình của cái gì đây? Rovaniemi, Rovaniemi là 4 lần nha, đã 4 lần. Âm 9 cộng âm 6 cộng âm 4 cộng âm 2. Âm 9 cộng âm 6 cộng âm 4 cộng âm 2 chia cho 4 lần bằng này 4 10 với 11 nữa là 21. Được chưa? Đó là xong câu A nhé. Giờ đến câu B. So sánh hai phân số đó về cho ý nghĩa thực tiễn của kết quả so sánh. Để so sánh hai phân số và đưa về cùng mẫu, đây là 8, đây là 4 thì phải nhân thêm cho 2 là 8 âm 42. Nhân thêm cho 2 nhé. Vì âm 42 phần 8 nhỏ hơn âm 27 phần 8 nên thằng nào nhỏ hơn thì nó lạnh hơn nha. Nên Rovaniemi nhiệt độ thấp hơn là lạnh hơn nha. Lạnh hơn. Được không? Cứ nhiệt độ thấp hơn thì lạnh hơn thôi. Lạnh hơn Fansipan. Và bài cuối cùng ngày hôm nay.
Đó là bài số 8. Số nguyên n có điều kiện gì thì phân số n phần 8a, cái này dễ, 8a n phần âm 5 dương dương đi, nên này âm rồi, âm chi âm rồi dê dương nha, cho nên n sẽ âm, hay là n biến không cũng được nha, âm hay biến không đều được, âm chi âm ra dương. Câu B, âm 2 phần âm m, âm 2 phần âm m, âm âm 2 phần âm m âm, nên bỏ hai dấu trừ này nhé, 2 phần m âm, đây là dương rồi đúng chưa, đây là dương rồi, dương phải chia cho vậy m phải âm, dương chia âm mới ra âm được, đúng không? Rồi như vậy thầy vừa giúp cho các bạn xong bài số 8 là bài cuối cùng của bài 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là đối chiếu với lại kết quả nhé. Số nguyên n có điều kiện gì ha? Âm hay dương thôi. Rồi đối chiếu bài 3. Rồi bé ha. Câu A là bé. Câu B là lớn. Đúng rồi. Câu C là lớn luôn. C lớn luôn. Được chưa? Nhưng mà câu 1 là ok nhé. Ghi cho đúng thứ tự nha, trái phải, trái trước phải sau nghe, đừng ghi lung tung, ghi lung tung so sánh mệt lắm. Bài 1 ok. Bây giờ là tới bài 2. 2 đâu nhỉ? Bài 2. Âm 5 bé hơn 501. Các thầy ghi bài 2 ở đâu nhỉ? Một ABC. Bài 2 qua tờ này quá. Mà bài 2 đây, bài 2 đây. Bài 2 là bí. À, bài 2 cho ghi lộn xộn cho nên khó so sánh nè. Âm 5 bí hơn 501 phần âm 101 nha. Âm 5 bí hơn, được không? Ghi giúp thầy là trái trước rồi phải sau nhé. Trái rồi tới phải. Được không? So sánh vô đây cho dễ nhìn. Rồi câu 2 bạn ghi như thế này cũng được, nhưng mà khó chấm, khó nhìn. Rồi câu B, âm 12 lớn hơn, âm 12 lớn hơn đúng nè. Rồi câu 3, câu 3A, âm 9 phần 2 âm 4, âm 22 phần âm 7 10 phần 3, chính xác nè. Rồi câu 3B, 3B 4 nè, thấy không, 4 nè, âm 47 phần âm 12, âm 31 phần 8, 25 phần âm 6, đúng nè. Câu 4A là đúng và 4B là sai. Đây 4A là đúng nè, còn 4B là sai. 4B là sai. Câu 5,
cùng mẫu dương x lớn hơn âm 3 nhỏ 2. Sao nó không ra đáp án luôn trời. Lớn âm 3 nhỏ hơn 2. Đây, lớn hơn âm 3 nhỏ 2. Được chưa? Rồi, câu B. B nhá. B nghĩ nghĩ gì? Câu B là 3210. 3210. Đúng nè. Rồi, câu 6. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần và trả lời. Đây, có sẵn rồi, khỏi. Câu 7. Phân xi băng là âm 27 phần 8. Còn Rovani là âm 21 phần 4. Đây. Âm 27 phần 8, âm 21 phần 4. Xem thử thằng nào lạnh hơn nhé. Rồi đây. Rumani lạnh hơn Pansiban đúng chưa? Rồi. Câu 8A, N nguyên âm hay là N âm á? 8A. Rồi. Phân số này dương cho nên N âm ha. Bây giờ ghi ra đúng luôn là N. Tại vì trong cái đề người ta yêu cầu là số nguyên cho nên đây là ghi thầy ghi N nguyên âm nhé. Nguyên âm mắc công bắt bị nữa. Đúng không? N nguyên âm. Rồi, phân số thứ hai, M nguyên âm luôn. M cũng nguyên âm luôn. Trong cái phân số này MN đều là số nguyên hết nhé. Rồi, phân số âm. Phân số âm khi tự dương rồi thì mẫu âm. MN là số nguyên. Rồi, như vậy thầy vừa giúp cho các bạn xong bài 3. Khá dài đúng không? Hôm sau chúng ta sẽ đến bài số 4 là cộng và trừ phân số. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.